Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì Auto88 sẽ tiếp tục gửi tới quý anh chị một mẫu xe siêu lướt đến từ phân khúc sedan hạng D. Đó là chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 Premium, sản xuất và đăng ký cuối năm 2018. Và điều đặc biệt là chiếc xe này mới chỉ chạy siêu lướt 2 vạn km zin. Đó, xe thì biển thành phố, một chủ từ đầu tên tư nhân quý anh chị nhé. Thì ngay bây giờ đây em Thái Hòa sẽ đi giới thiệu chi tiết chiếc xe tới quý anh chị. Thì hiện tại chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 Premium sản xuất và đăng ký năm 2018 đang được Auto88 chào bán một mức giá vô cùng hợp lý là 745 triệu đồng. Và giá trên khi quý anh chị gọi điện liên hệ trực tiếp với em Thái Hòa thì sẽ có giá tốt nhất luôn quý anh chị nhé. Và giá em đang giao là giá tốt bậc nhất thị trường rồi đấy ạ. Rồi anh em mình sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết chiếc xe. Như anh chị có thể thấy thì xe được khoác lên mình cái màu đỏ rất là đẹp. Và màu đỏ này cũng là ngôn ngữ, cái ngôn ngữ Kodo áp dụng trên màu đỏ này nó cực kỳ là hợp luôn. Đó, khi ra mắt thì toàn áp dụng vào màu đỏ thôi. Rất đẹp quý anh chị nhá, như một con báo đang vươn lên. Đó, thì điều đầu tiên em sẽ vẫn mời quý anh chị đi một vòng quanh xe. Xe về thực sự bây giờ xưởng có làm việc đâu. Đó, nên thành ra là xe có như nào em để nguyên như vậy để cho quý anh chị cùng trải nghiệm. Đó, sơn si của xe thì em thấy rất là ok đấy ạ. Như chiếc này thì theo mắt em Thái Hòa đánh giá sơn zin khoảng 90%. Một tỷ lệ sơn zin rất là cao. Khi anh em mình đi một cái xe đã qua 3 năm sử dụng rồi, đó mà sơn zin vẫn khoảng 90%. Rồi, nãy giờ là em Thái Hòa đã đi một vòng rồi nhá. Anh em mình sẽ đi tìm hiểu chi tiết chiếc Mazda 6 2.5 này. Trước hết là cặp đèn full LED của chiếc xe. Đó, cặp đèn full LED rất là đẹp luôn quý anh chị nhá. Đèn full LED rất đẹp. Thứ hai là khu vực đầu xe là được trang bị toàn bộ cảm biến. Đó, toàn bộ cảm biến khu vực đầu xe rất là hiện đại và an toàn luôn. Các cái mép cản này thì cũng rất là khít luôn quý anh chị nhá, rất là khít luôn. Sơn si thì cũng vừa phải thôi, không đến mức là nhiều. Cái ba đợt sốc này chắc chắn lúc nào cũng phải sơn lại rồi. Đó. Đây, tiếp đến là khu vực lốp xe. Đó, lốp xe 2 vạn zin rất là mới luôn quý anh chị nhá. Vành của bản Premium này là vành 19 inch. Đó. Chạy ngang thân xe thì xe được trang bị bởi những cái đường viền mạ chrome thì trông cũng rất là sang trọng đúng không ạ? Đó, cái đường viền mạ chrome này trông rất là sang trọng. Xe cảm giác nó rất là trường luôn đấy ạ, rất trường luôn. Đó, kể cả đến những cái mép cản sau cũng rất là khít. Về đuôi xe thì cũng được trang bị đèn full LED luôn quý anh chị nhé, cực kỳ là hiện đại. Đó, toàn bộ cảm biến khu vực phía sau. Bô đôi, đó cũng rất là cân đối và thể thao, bô đôi. Ở cái phần đuôi đằng sau này thì em rất là thích cái thanh chrome kéo dài sang hai đèn hậu. Đó, trông cũng rất là thể thao. Rồi, cốp xe thì rất là rộng rãi luôn quý anh chị nhé. Đây là em đang để xe đạp của bé nhà em. Cốp xe thực sự rất là rộng rãi. Đó, tất cả những cái đồ zin theo xe thì vẫn đang còn. Đây em sẽ cùng mở lốp sơ cua xem. Đó, lốp sơ cua thì vẫn chưa hạ luôn quý anh chị nhé. Và điều đặc biệt nữa là gia chủ đã làm cách âm toàn bộ chiếc xe rồi. Đó, dán keo 3M toàn bộ chiếc xe rồi. Anh em mình mua về sử dụng thì rất là hợp lý. Rồi, anh em mình sẽ tiến đến khu vực nội thất của chiếc xe. Đây em sẽ mở hết 4 cánh ra nhé. Đây. Đây là nội thất của chiếc Mazda 6 bước sang năm thứ ba sử dụng quý anh chị nhé. Cực kỳ mới luôn ạ. Đó, cho nên là anh em mình bản 2.5 này sẽ được trang bị da Nappa này. Đó, da Nappa rất là mới luôn quý anh chị nhé, rất mới luôn. Da này nó khác với bản 2.0 Pre đấy ạ. Tiếp theo nữa là kể cả những cái bộ phận rất là nhỏ thôi, ví dụ như là cái núm để chỉnh điện ghế cũng được mạ chrome, trông rất là sang trọng quý anh chị nhé. Bản 2.0 Pre thì không có chi tiết này. Đó, kể cả chỗ khu vực táp ly của xe cũng vậy, bọc ra hoàn toàn và có ốp thêm chrome cũng rất là sang trọng. 4 kính lên xuống thì đều auto này. Đó, tiếp đến là 11 loa Bose. Đó, loa Bose thì nghe hay khỏi bàn luôn quý anh chị nhé. Ở khu vực này thì xe được trang bị rèm điện này, chống trơn trượt này, iStop này, cảm biến xung quanh xe này. Đó, khu vực cần số của xe thì quá là mới rồi đúng không ạ, quá là mới luôn. Đó, phanh tay điện tử này, phím Sport này. Vô lăng của xe cũng vậy, vô lăng của xe rất mới luôn quý anh chị nhé. Đó, rất mới luôn. Bản 2.5 Pre này thì xe được trang bị tới 6 túi khí, rất an toàn luôn. Đây, ghế phụ của chiếc xe. Ghế phụ của chiếc xe cũng vậy. Rất mới luôn quý anh chị nhá, rất mới luôn đấy ạ. Đó, rất mới luôn. Cùng xem qua một chút về hàng ghế sau. Rồi, hàng ghế sau của chiếc xe thì rộng khỏi bàn luôn. Đó, quý anh chị thể thấy hàng ghế sau của chiếc xe đấy ạ. Rất mới luôn quý anh chị nha, rất mới luôn, chưa qua spa dọn dẹp gì cả. Đó, mà ghế đã mới như thế này rồi. Phân khúc D nên thành ra là xe hàng ghế sau rất là rộng luôn quý anh chị nhé. Và có thêm, chắc chắn là phải có cửa gió điều hòa phía sau rồi. Đó. Đây, quý anh chị có thể nhìn cận cảnh cái ghế phụ của chiếc Mazda 6. Hai ghế trước đều chỉnh điện, rất là mới. Khu vực táp lô thì xe được bọc da hoàn toàn luôn quý anh chị nhé. Quý anh chị nhé. Và da cũng rất là xịn sò. Đó, ngoài ra là cái có thêm một cái tấm chrome ở trước, mặt táp lô trông cũng rất là sang trọng. Đó. Ngoài ra thì các tính năng an toàn của chiếc xe thì được trang bị rất là nhiều luôn đấy ạ. Ví dụ như là cảnh báo phương tiện cắt ngang này, cảnh báo điểm mù này, cảnh báo lệch làn này. Đó. Rất nhiều những tính năng an toàn. Cái bản 2.5 Premium này là bản cao cấp nhất của chiếc Mazda 6 quý anh chị nhé. Thì hiện tại chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 Premium sản xuất và đăng ký năm 2018, biển thành phố một chủ từ đầu, chạy 2 vạn km zin, đang được Auto88 chào bán với một mức giá vô cùng hợp lý là 745 triệu đồng. Đó, giá trên thì vẫn còn thương lượng được. Quý anh chị quan tâm chiếc xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 096 140 8888 hoặc là qua Facebook chính chủ cửa hàng là em Trịnh Vũ Thái Hòa. Thì bên em vẫn cam kết những chiếc xe bán ra là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Chiếc xe này thì bên em vẫn bảo hành động cơ hộp số 1 năm quý anh chị nhé. Và một điều nữa em quên chưa nói với anh chị là chiếc xe này là gia chủ đã mua thêm gói bảo hành trong hãng, bảo hành mở rộng lên tới 3 năm nữa. Đó, nghĩa là đến tận cuối 2023 thì xe mới hết bảo hành đấy ạ. Bảo hành hãng luôn quý anh chị nhé. Đó, đầy đủ sổ bảo hành hết, đủ 2 chìa khóa cho quý anh chị. Rồi, rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Và chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.